Xin chào tất cả các bạn thì hôm nay tôi Nguyễn Minh sẽ, sẽ hướng dẫn các bạn cách xét sân băng trên cái CTS 3000 thì để xét được cái sân băng này nói chung cũng rất là dễ thôi các bạn nhưng các bạn phải lưu ý một số điều thứ nhất đó là à, đối với những cái sân băng cái rip này nè à, cái tiếng nó sẽ không đi theo cái rip nó sẽ không đi theo bài tức là các bạn nó sẽ lưu nhớ lại cái vị trí mà các bạn xét cuối cùng ví dụ như đây là mình chọn tiếng tiếng EDM đi mình xét cái tiếng saxophone nằm ở vị trí số 1 à, Sau đó mình cũng lấy chiếc saxophone đó Mình gắn vào cái thằng uh, Điệu phóc này uh, Vào vị trí số 1 luôn Nhưng mà nó sẽ nhớ là cái điệu phóc này nằm saxophone Và khi chúng ta không bấm fail này Chúng ta bấm số 1 thì tự động Đang ở ADM này nó sẽ nhảy điệu qua bên kia Nó nhảy, sẽ nhảy điệu qua phóc đó, là cái lưu ý đầu tiên các bạn nên thận trọng trong vấn đề đó và để xét xâm băng như thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế nào trước tiên là chúng ta bấm cái phèo này lên để chúng ta khóa ở đây băng băng tức là nó sẽ có 16 băng ha. 16 băng mỗi một băng này sẽ nó gồm 8 tiếng đó. để các bạn có thể lưu trữ thì để xét xâm băng mình khuyên các bạn nên là chúng ta sẽ xét mỗi một cái băng này đó, là một cái thể loại ví dụ như là băng 1 thì chúng ta sẽ cho thể loại adm chẳng hạn hoặc là băng 2 chúng ta sẽ cho thể loại dân ca tùy các bạn thôi thì mình sẽ chỉ cho các bạn xét đầu tiên là các bạn vào ton để các bạn chọn cái tiếng mà chúng ta muốn xét ví dụ như là điệu dân ca mình dán vào một là tiếng kiềm thì mình sẽ bấm vào là store này. bấm giữ store và bấm cái vị trí dưới đây à, từ 1 tới 8 để chúng ta à, lưu nó vào ví dụ vị trí số 1 là 1 1 một trước là cái băng tiếng một sau đó là vị trí của cái băng tiếng đó vị trí của cái tiếng nằm trong cái băng đó à, ví dụ như tiếng thứ hai là mình sẽ cho vào tiếng uh, piano điện đi nha à, thì bấm store và bấm vị trí thứ hai giữ nha giữ và bấm vị trí thứ hai đó, nó sẽ lưu vào đó và nó sẽ nhớ còn uh, đã xong cái băng tám tiếng này rồi chúng ta sẽ xét ví dụ như cái uh, ở cái băng hai chúng ta sẽ xét uh, những cái tiếng đi giống cũng như là những tiếng đi À, chúng ta sẽ vào toàn tiếp tục và chúng ta kiếm những cái tiếng nào nó liên quan tới tiếng detray này kia đấy à, thì chúng ta sẽ xét uh, nó vào đó ví dụ như tiếng swap hai à, son một băng hai vị trí số một à, rất đơn giản đúng không thì đó là cách để mình xét xong băng trên một cái cây CTX 3000 à, Chúc các bạn thành công nha à, Cảm ơn các bạn rất nhiều